Xin kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất về diễn biến chính trường thế giới trên kênh YouTube của chúng tôi. Và sau đây là nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Người phát ngôn điện Kremlin vừa qua đã nói về cuộc bầu cử sắp tới ở Mỹ và cho biết tổng thống Nga Vladimir Putin mong muốn có một tổng thống Mỹ có tính xây dựng hơn đối với Nga và hiểu được tầm quan trọng của đối thoại. Khi được hỏi trong cuộc phỏng vấn trực tiếp rằng liệu ông Putin có thể làm việc với ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa cựu Tổng thống Donald Trump hay không. Ông Peskov cho biết, Tổng thống Putin sẽ sẵn sàng làm việc với bất cứ ai, sẽ hiểu rằng từ giờ trở đi, bạn phải cẩn thận hơn với Nga và bạn phải tính đến những mối quan tâm của họ. Theo NBC News, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từng khen ngợi phong cách lãnh đạo của ông Putin và bị cáo buộc có thiện cảm với nhà lãnh đạo Nga. Gần đây hơn, ông Trump nói rằng ông đánh giá cao lời khen ngợi của Tổng thống Putin về kế hoạch giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử. Ông Peskov không bình luận về việc liệu Tổng thống Joe Biden có phù hợp với kế hoạch đó hay đề cập đích danh ông Trump. Ông Peskov đã đặt câu hỏi về tuyên bố của ông Trump về việc sẽ kết thúc chiến tranh trong một ngày, nói rằng nó quá phức tạp để có thể giải quyết dễ dàng như vậy. Trước đó vào hồi giữa tháng 6 năm nay, Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông có mối quan hệ tốt đẹp và bền chặt với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin, mặc dù họ đã không liên lạc trong thời gian dài. Bên cạnh đó, chính trị gia này nhắc lại, nếu ông vẫn giữ chức tổng thống Mỹ thì tổng thống Putin sẽ không tiến hành kế hoạch quân sự ở Ukraine. Liên quan đến tranh cử tổng thống Mỹ 2024, cựu tổng thống Donald Trump vẫn có khả năng sẽ trở lại Nhà Trắng, bất chấp nhiều cáo buộc hình sự và lo ngại về khả năng trở thành một nhà lãnh đạo độc tài. Trong một bài phát biểu gần đây, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, cuộc bầu cử năm 2024 là cuộc bầu cử quan trọng nhất trong lịch sử đất nước Mỹ. Mặc dù ông Donald Trump đã hai lần bị luận tội vì ông bị cáo buộc đã tìm cách cản trở quá trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình thất bại vào năm 2020. Tuy nhiên, ông cho biết, chúng tôi sẽ không bao giờ nhận thua. Hiện ông cũng đối mặt với nhiều cáo buộc trong các vụ án hình sự khác, khi chỉ còn chưa đầy một năm nữa là đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Ông tuyên bố tôi sẵn sàng vì các bạn mà chịu truy tố, đồng thời nâng cao khẩu hiệu, hãy làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Đây được xem là cơ hội tốt nhất để quay lại Nhà Trắng hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ khi ông Trump rời nhiệm sở. Trong cuộc đua giành đề cử tổng thống của Đảng Cộng hòa, ông Trump dẫn trước các đối thủ của mình gần 50 điểm trong các cuộc thăm dò ý kiến toàn quốc có 6 ứng cử viên Đảng Cộng Hòa cạnh tranh để trở thành ứng cử viên Tổng thống của Đảng này trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024, trong khi Tổng thống Joe Biden là ứng cử viên duy nhất của Đảng Dân Chủ và một số ứng cử viên độc lập hoặc thuộc Đảng thứ ba đã tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm tới. Danh sách các ứng cử viên sẽ cùng chạy đua trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2024 gồm Cựu Tổng thống Donald Trump Ông Donald Trump, 77 tuổi, đã chấp nhận các cáo trạng nhằm vào ông trong 4 vụ án hình sự riêng biệt điều chưa từng xảy ra đối với một cựu tổng thống Mỹ và tận dụng chúng để nâng cao uy tín của ông với các thành viên Đảng Cộng Hòa và gây quỹ, giúp ông trở thành ứng cử viên dẫn đầu Đảng Cộng Hòa với 61% số người ủng hộ trong cuộc thăm dò mới nhất do Reuters, Ipsos thực hiện. Tỷ phú Donald Trump cam kết sẽ tiến hành những thay đổi sâu rộng khác, bao gồm cải tổ cơ quan dân sự liên bang và áp đặt các chính sách nhập cư cứng rắn hơn, chẳng hạn như trục xuất hàng loạt và chấm dứt luật về quyền công dân theo nơi sinh. Cựu đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, Nikki Haley. Bà Haley, 51 tuổi, cựu thống đốc bang South Carolina và cựu đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc dưới thời chính quyền Donald Trump. Bà Haley nổi tiếng trong Đảng Cộng hòa với tư cách là một người bảo thủ mạnh mẽ. Bà cũng tự nhận mình là người bảo vệ kiên quyết cho lợi ích của Mỹ ở nước ngoài. Theo cuộc khảo sát của Reuters, Ipsos, bà Haley nhận được 12% số phiếu ủng hộ từ các thành viên Đảng Cộng hòa. Thống đốc bang Florida, Ron DeSantis Thống đốc bang Florida, ông DeSantis, 45 tuổi, hiện chỉ nhận được 11% số ý kiến ủng hộ. Chiến dịch tranh cử của ông cho biết mục tiêu là cản bước cựu tổng thống Trump ở bang Iowa. Ứng viên trẻ Vivek Ramaswamy, Ramaswamy, 38 tuổi, cựu doanh nhân đầu tư và giám đốc điều hành công nghệ sinh học. Ứng viên trẻ chưa từng có kinh nghiệm chính trị này đã thúc đẩy những cuộc thảo luận về một sự thay thế tiềm năng cho ông Trump, chỉ nhận được 7% số phiếu ủng hộ trong cuộc khảo sát của Reuters, Ipsos cựu thống đốc bang New Jersey Chris Christie. Christie, 61 tuổi, từng cố vấn cho chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng năm 2020 của ông Donald Trump, nhưng đã quay lưng chỉ trích cựu tổng thống một cách mạnh mẽ sau vụ tấn công ngày 6 tháng 1 và nhất là khi ông Trump phải đối mặt với một loạt cáo buộc hình sự. Christie chỉ nhận 2% ủng hộ trong cuộc thăm dò mới nhất. Cựu thống đốc bang Arkansas Asa Hutchinson Cựu thống đốc bang Arkansas Asa Hutchinson, đã khởi động chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng hồi tháng 4. Ông Hutchinson, 73 tuổi, đã mô tả kinh nghiệm lãnh đạo bang Arkansas cực kỳ bảo thủ như một bằng chứng cho thấy ông có thể thực hiện các chính sách mà cử tri Đảng Cộng Hòa quan tâm, chẳng hạn như các sáng kiến cắt giảm thuế và tạo việc làm. Tuy nhiên, ông Hutchinson chỉ đủ điều kiện tham gia cuộc tranh luận đầu tiên của Đảng Cộng Hòa và không nhận được sự ủng hộ nào trong cuộc thăm dò tháng 12 của Reuters, Ipsos. Đương kim Tổng thống Joe Biden Đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden, 81 tuổi, là tổng thống lớn tuổi nhất từ trước đến nay của Mỹ, sẽ phải thuyết phục cử tri rằng ông có đủ sức chịu đựng để cầm quyền thêm 4 năm nữa trong bối cảnh lo ngại về tuổi tác và tỷ lệ tán thành các chính sách của ông thấp. Các đồng minh của Biden cho biết ông tin mình là ứng cử viên duy nhất của Đảng Dân Chủ có khả năng đánh bại cựu Tổng thống Trump. Tổng thống Biden đã dẫn đầu phản ứng của các chính phủ phương Tây trước kế hoạch quân sự của Nga tại Ukraine, thuyết phục các đồng minh trừng phạt Nga và ủng hộ Kiev. Hiện ông phải đối mặt với thách thức yêu cầu Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát phê duyệt gói ngân sách bổ sung tạm thời để ngăn chính phủ đóng cửa và viện trợ cho Ukraine và cả Israel. Chính quyền Tổng thống Biden cũng ủng hộ Israel trong cuộc xung đột chống lại phiến quân Hamas ở Gaza, nhưng ông Biden đã phải đối mặt với những lời chỉ trích và lời kêu gọi từ một số người trong đảng Dân Chủ nhằm thúc đẩy lệnh ngừng bắn. Nhà hoạt động Marianne Williamson Bà Marianne Williamson, nhà hoạt động người Mỹ, có nhiều cuốn sách bán chạy nhất chuyên về thể loại sách hướng dẫn độc giả cách tự giải quyết vấn đề, đã tuyên bố tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng lần 2 với chương trình nghị sự về công lý và tình yêu. Nghị sĩ Dean Phillips Doanh nhân triệu phú 54 tuổi Dean Phillips, một nghị sĩ Mỹ ít tên tuổi đến từ bang Minnesota, đã tuyên bố hồi tháng 10 vừa qua rằng ông sẽ thách thức Tổng thống Biden vì ông không tin rằng Tổng thống có thể giành được một nhiệm kỳ nữa. Nhà hoạt động chống vaccine Robert F. Kennedy là một nhà hoạt động chống vaccine Robert F Kennedy, 69 tuổi, đang tranh cử với tư cách độc lập. Ban đầu ông có kế hoạch tranh cử với Tổng thống Biden để giành tấm vé đề cử của Đảng Dân chủ, nhưng ông lại bị bỏ xa trong các cuộc thăm dò. Học giả Cornel West, nhà hoạt động chính trị, triết gia và học giả, ông West, 70 tuổi, ban đầu tranh cử với tư cách là ứng cử viên của Đảng Xanh, nhưng hồi tháng 10 ông tuyên bố tranh cử với tư cách ứng cử viên độc lập. Ông cam kết sẽ chấm dứt nghèo đói và đảm bảo về nhà ở. Bác sĩ Jill Stein Bác sĩ Jill Sten, 73 tuổi, nhà hoạt động từng tham gia tranh cử cho vị trí ứng cử viên tổng thống của Đảng Xanh trong cuộc bầu cử năm 2016, một lần nữa tuyên bố ra tranh cử vào hôm 9 tháng 11. Bà đã huy động được hàng triệu đô la Mỹ để tiến hành kiểm phiếu lại sau chiến thắng bất ngờ của ông Trump năm 2016. Kết quả là những lời cáo buộc của bà chỉ dẫn đến việc kiểm lại phiếu ở bang Wisconsin và cho thấy ông Trump đã thắng. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Ông có kế hoạch trục xuất người nhập cư lớn nhất lịch sử nước Mỹ nếu tái đắc cử vào năm 2024. Đây là tuyên bố mạnh mẽ nhất của vị cựu tổng thống Mỹ trong buổi vận động tranh cử tổng thống Mỹ tại bang Nevada vào ngày 17 tháng 12. Ông khẳng định: Trước tình hình hàng triệu người nước ngoài di cư bất hợp pháp trong những năm qua, khi tôi tái đắc cử, chúng ta sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc khởi động chiến dịch trục xuất lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Chúng ta phải làm như vậy. Ông Trump cho rằng dòng người nhập cư trái phép đang đầu độc dòng máu Mỹ khẳng định sẽ đưa ra những biện pháp cứng rắn về vấn đề này nếu tái đắc cử. Cựu tổng thống Mỹ đã có một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social nhấn mạnh lại cụm từ đầu độc dòng máu của đất nước. Ông Trump cũng cam kết sẽ mạnh tay với vấn nạn nhập cư nếu tái đắc cử, úp mở về việc mở rộng một số lệnh cấm nhập cảnh từng được ông áp dụng vào năm 2017. Đội ngũ phụ trách chiến dịch tranh cử của tổng thống Joe Biden ngay sau đó đã lên tiếng chỉ trích phát ngôn của ông Trump. Đội ngũ của ông Biden cho biết Ông ấy đang thể hiện sự ủng hộ với quan điểm của Đức Quốc xã. Ông ấy nghĩ rằng có thể chiến thắng cuộc bầu cử sắp tới bằng những phát ngôn gây chia rẽ. Ông ấy đã nhầm. Người dân Mỹ đã chọn Tổng thống Biden vào năm 2020 và họ sẽ làm điều tương tự vào tháng 11 năm sau. Cựu thống đốc New Jersey Chris Christie, một trong những đối thủ tranh cử của ông Trump trong Đảng Cộng Hòa, nói rằng phát ngôn của cựu Tổng thống là không thể chấp nhận được. Ông Christie nói, Những điều ông ấy đã nói thật kinh khủng. Vấn đề lớn hơn là có những thành viên Cộng Hòa ủng hộ bình luận kiểu này. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham lại lên tiếng binh vực ông Trump. Ông Graham cho biết, Tôi không quan tâm lắm đến vấn đề từ ngữ, miễn là ông ấy nêu lên đúng thực trạng. Tôi ủng hộ việc nhập cư hợp pháp, nhưng tôi không ủng hộ những kẻ khủng bố và bô lậu. Theo NBC, ông Trump từng sử dụng cụm từ đầu độc dòng máu trong một bình luận vào hồi tháng 10, nhưng đây là lần đầu tiên cựu Tổng thống Mỹ nói trực tiếp như vậy trước công chúng. Ông Trump, ứng viên Tổng thống đang thống trị đường đua Đảng Cộng hòa, vốn có quan điểm quyết liệt về người nhập cư. Nếu ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024, ông sẽ mở rộng các chính sách nhập cư cứng rắn trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Ông được cho là đang cân nhắc kế hoạch đưa người nhập cư không có giấy tờ sống ở Mỹ vào trại giam chờ trục xuất.